Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy điện bàn của hãng Hodec ha. Mọi người ạ, đây là một chiếc máy điện bàn của hãng Hodec này. Cái model mà em muốn giới thiệu với mọi người đó là RT863i. Thì chiếc máy này có gì đặc biệt thì mọi người hãy cùng em khám phá nhé. Trước tiên thì em xin giới thiệu sơ qua về hãng Hodec. Hodec đây là một hãng sản xuất máy in bảo vật đến từ Đài Loan. Thì thiết bị cũng như là chiếc máy này xuất xứ 100% nhập khẩu từ Đài Loan về Việt Nam. Riêng model Hodec RT863i có độ phân giải đó là 600 dpi, thì đây là một điều đặc biệt của chiếc máy này, một dòng máy điện bàn mà có độ phân giải lên tới 600 dpi. Thường như mọi người có thể thấy là hiện tại trên thị trường hiện nay là những chiếc máy điện bàn thường có độ phân giải là 203 hoặc là 300 dpi. Nhưng những chiếc máy mà có độ phân giải 600 dpi rất là hiếm đó. Thì đây là một trong những dòng máy mà có độ phân giải 600 dpi làm cho dòng điện bàn từ 600 dpi, thì mình thấy là chủ yếu là làm cho những dòng máy công nghiệp. Thì ngoài cái điều đặc biệt đó thì mọi người cùng em khám phá bên trong còn thêm những cái gì hấp dẫn hơn không ạ? Vậy em sẽ mở ra, mọi người cùng theo em ạ. Rồi em sẽ mở ra cho mọi người cùng xem. Đây. Để mọi người thấy đầu tiên là phía trên nó là một dàn là linh kiện và phụ kiện đi kèm. Đầu tiên là có adapter với dây nguồn. Dây nguồn thì có dây nguồn 2 chấu và 3 chấu, tùy theo cái ổ điện của mình thì mình có thể sử dụng cho nó phù hợp. Rồi tiếp theo đây là dây cáp USB đi kèm. Đây là hai trục, là trục thu và trục mực, mình gắn vào cuộn mực ha, gắn mực. Rồi kèm với đó là một cuộn mực test và một cuộn giấy test hàng là chuẩn bị rất kỹ ha. Thì ta mình có một cuộn mực và một cuộn giấy test có thể sử dụng. Rồi đây là cái quick guide hướng dẫn lắp đặt sử dụng đúng cách đối với dòng máy này, lắp mực như thế nào, lắp giấy thế nào. Đây mình có thể xem nếu mà mình từng bước một. Và đây là những dụng cụ đi kèm bên trong, có gồm có những cái gì thì trong này cũng có luôn á mọi người, để mình có thể đặc kiểm tra lại. Đây, mọi người có thể xem sơ qua. Đây là những cảnh báo an toàn, mình cũng có thể xem chuẩn bị rất là kỳ. Rồi tiếp theo thì em mở cái phần quan trọng bên trong đó là thân máy. Đây là thân máy, chiếc máy mà em muốn giới thiệu với mọi người. Đây mọi người có thể là gì, em sơ qua. Đây. Tại vì đây là một dòng máy để bàn nên mình có thể thấy là kích thước của nó rất là nhỏ gọn, có thể là đặt được nhiều vị trí, tiết kiệm được không gian diện tích của mình. Rồi phía trên đây có màn hình LCD và các nút nhấn. Thì em sẽ mở sâu bên trong cho mình cùng xem về chiếc máy này. Đây mọi người có thể xem không? Phía trên này là cái cụm đầu in của máy này, còn đây là để mình có thể là lắp giấy này. Cái thân cài đặt là lắp giấy cũng rất là thông minh, có thể là co giãn ra vào tùy theo cái khổ giấy. Cái khung giấy này thì mình có thể chứa được cuộn giấy 50m, còn phía này đây là một cái ô để mình có thể là để mực. Mực thì mình có thể là để tối đa là 300m nha mọi người. Em cũng giới thiệu sơ thêm một tí đồ. Đây là cái phần đầu in của máy. Thì máy có độ rộng của đầu in đó là 4 inch tương đương với là 104mm. Đây là khổ in của nó. Thì này em vừa có nói là đây là chiếc máy, dòng máy là có độ phân giải là 600 dpi. Tốc độ in của nó cũng tương đối là ấn tượng, tuy là có độ phân giải cao nhưng nó cũng in được là 76mm trên 1 giây. Đây mình có thể xem phía sau cổng kết nối của máy. Cổng kết nối của máy cũng tương đối đa dạng. Đây là cổng USB, cổng RS232, cổng LAN, đây cũng giống cổng USB. Và đây là cổng LPT nhỏ nha mọi người, LPT sẽ mo nha. Còn riêng máy còn có option là kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Nếu mọi người có yêu cầu thì bên hàng cũng có thể là làm thêm option thêm cho mình. Mọi người có thể nhìn lại chiếc máy này.
Thì tiếp theo em sẽ in thử cho mọi người xem, mọi người cùng xem cái chất lượng in của nó. Tiếp theo em sẽ in thử cho mọi người xem mình có thể có cái nhìn trực quan hơn về cái độ sắc nét cũng như là cái cách máy nó in ra nhá. Thì em mở nguồn máy lên này. Đặc biệt của máy là mọi người ha, thì đây là máy này, mình có thể thấy là màn hình cảm ứng. Rất ít máy để bàn mà có kiểu này, máy rất là nhìn có vẻ xịn sò ha. Đây, màn hình là cảm ứng nha. Màn hình LCD tương đối lớn không? Đây em tiến hành em đi thử cho người xem. Đây mọi người có thể thấy nè, những cái nét chữ này nhiều cái chữ em để là sai có tầm 3 font chữ là 3 thôi nha. Nên cũng rất là nét nè. Còn những chữ lớn này, mã vạch lớn này, mã vạch nhỏ này, những mã vạch này chưa tới 1 cm này mà vẫn in rất ok nè. QR code à, code 1D nè. Nên mọi người có thể nhìn em sẽ có thể là in nhiều hơn á. Mình có thể trên 1 giây. Đây, tương đương là 76, tầm 76 mm trên 1 giây ha. Thì cũng tương đối là ổn đó. Mình có thể nhìn này. Nhìn rõ hơn, kỹ hơn này chiếc máy Godet RT863i này. Rồi thì em đã tiến hành đi thử cũng như là giới thiệu về một số thông số của chiếc máy Godet RT863i này. Nếu mọi người có nhu cầu cần những cái content có độ sắc nét cao để ứng dụng trong các cửa hàng, rồi trong các siêu thị hoặc là những chiếc tem trên sản phẩm dán những thông tin tem nhãn phụ mà chữ rất là nhiều, rất là nhỏ, thì mình có thể là lựa chọn cái dòng máy này để mình sử dụng cho cửa hàng cũng như là công ty của mình. Khi mọi người mua máy của ở công ty Thế Giới Bảo Mật thì bên anh cam kết là hàng có giấy tờ xuất xứ rõ ràng, COCQ đầy đủ, thì không bao giờ có hàng giả, hàng nhái, và đi kèm với đó thì mọi người sẽ được hưởng hết tất cả những cái chính sách bảo hành của hàng. Ngoài ra thì mọi người có thể là công ty Thế Giới Bảo Mật có những cái chính sách hỗ trợ cho khách hàng, ví dụ như là hỗ trợ lắp đặt cũng như là để mua tận nơi cho mọi người miễn phí trong nội thành Hồ Chí Minh, và hỗ trợ xuyên suốt trong cái quá trình thời gian mình sử dụng. Nếu mình có vấn đề thì có thể là liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật, thì đội ngũ kỹ thuật cũng sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi người. Đi kèm với đó thì khi mọi người mua máy thì nếu máy có phát sinh vấn đề lỗi từ nhà sản xuất thì trong vòng 3 ngày thì bên em sẽ đổi mới 100% máy mới. Và thêm một cái ưu đãi đặc biệt nữa là được tặng kèm phần mềm thiết kế bảo vật cơ bản để mình có thể sử dụng đi kèm với máy mà không cần phải tốn chi phí để mua thêm. Thì vừa này em cũng giới thiệu một số thông tin về sản phẩm cũng như là chính sách của máy. Thì nếu mọi người có thắc mắc, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com để được nhiều thông tin tiếp theo. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.